Xin chào tất cả anh em, chào mừng anh em đến kênh review đồng hồ chính hãng của Sashimi Authentic. Hôm nay thì Ngọc giới thiệu các bác một chiếc đồng hồ đến từ dòng sản phẩm T-shirt Lock, và chiếc này chúng ta sẽ sụp the version đầu của dòng sản phẩm này với thiết kế sử dụng bộ máy là automatic chứ không phải máy power automatic như thời gian sau anh em nhé. Chiếc này chúng ta thì sẽ có tông màu trắng cổ điển đấy, rất là dễ đeo, và cái tông màu này thì thực sự phù hợp với rất nhiều người, đặc biệt anh em văn phòng công sở mà chúng ta tìm một chiếc đồng hồ thì đó tinh tế nhã nhặn thì dòng sản phẩm T-shirt Lock nào chọn rất là hoàn hảo cho anh em. Thì trước khi đến cái hơn một chiếc đồng hồ trong video ngày hôm nay thì cũng rất mong em dành một chút gian khoảng 1-2 giây thôi, mình ấn nút đăng ký kênh ở phía dưới video, ấn quả chuông bên cạnh để khi anh em ra video đồng hồ mới thì YouTube sẽ gửi thông báo cho anh em, từ đó anh em không bỏ lỡ bất kỳ chiếc nào bên em cung cấp nhé. Không mất nhiều dài anh em nữa, chúng ta sẽ kết hơn với chiếc đồng hồ T-shirt Lock trong video đồng hồ ngày hôm nay. Chiếc T-shirt Lock hôm nay thưa các bác là một chiếc hàng new full box, đầy đủ hộp sổ thẻ các phụ kiện đi kèm cho anh em. Đây là một chiếc với tông mặt màu trắng cực kỳ dễ đeo. Anh em có nhìn thấy là thiết kế chúng ta trong phần cọc số và kim thì đã được làm màu xám, nổi bật trên nền mặt màu trắng và rất dễ nhìn như này. Thân vỏ dây chiếc này chúng ta chắc làm hoàn toàn chất liệu thép không gỉ 36L. Nói chung là về cái thiết kế và dòng sản phẩm T-shirt Lock này thì chắc có lẽ anh em không đã lắm gì. Quả bấm hai bên đáy sau hở máy giúp anh em quan sát được chuyển động máy bên trong. Cầm chiếc T-shirt Lock này trên tay thì cảm giác thứ nhất là về trọng lượng thì em này ở mức rất là vừa phải anh em nhé, gọn gàng dễ đeo. Cho nên là khi mà anh em đeo đồng hồ viết lách có máy là hoạt động cổ tay thì chúng ta rất là thoải mái, không phải quá lăn tăn. Thứ hai nữa là thiết kế về cảm giác về cái độ hoàn thiện của chiếc đồng hồ này cũng ở mức rất tốt đấy. Và thứ ba nữa là đây chúng ta sẽ có cái thiết kế thân vỏ rất là tuyệt vời, với size mặt của em này chỉ khoảng hơn 39mm một chút và độ dày mặt số nó chỉ nằm mức 10mm, rất nhỏ gọn và dễ đeo. Chiếc này thì cảm giác nó đưa lại thì độ hoàn thiện tốt này, sáng bóng bẩy đẹp, tạo nên cảm giác khá là sang trọng. Về mã sản phẩm thì chiếc này chúng ta thì có mã sản phẩm của em nó là T41.1.483.33. Đây chúng ta có thông tin là thân vỏ làm tác công gỉ này, mức xuống nước 33 tương đương 3m này, máy automatic và kính sapphire, những option rất là quen thuộc ở trên cái dòng sản phẩm T-shirt Lock. Nói về T-shirt Lock thì đây một dòng sản phẩm đã quá nổi tiếng của thương hiệu T-shirt tại trường hợp Việt Nam chúng ta cũng là trên toàn thế giới. Lưu ý một chút, chỉ có một cái lưu ý nhỏ khi mà anh em mua dòng sản phẩm này, đó là chúng ta nên lựa chọn những cái địa chỉ nào bán đồng hồ uy tín để mà mua là thứ nhất, và thứ hai nữa thì chúng ta cũng không nên ham rẻ. Nếu cái dòng sản phẩm này là anh em mua rẻ quá, chúng ta phải cân nhắc lại về cái chất lượng đồng hồ nhé. Dòng sản phẩm này bị theo như nhiều anh em đánh giá thì cái dòng lớp này bị làm giả rất nhiều ở Việt Nam chúng ta đó. Anh em mà mua ngoài thị trường loanh quanh 2-3 triệu thì chắc chắn anh em bế về một cái hàng fake rồi. Bên em Sashimi Authentic thì luôn cam kết là bán hàng chính hãng 100% đến gấp 10 cho anh em nếu phải là fake. Đó là chính sách cam kết chọn đời sản phẩm. Đến kỹ hơn với chiếc đồng hồ này, chúng ta sẽ zoom kỹ hơn em nó ở đây. Đầu tiên là cái cảm giác về thiết kế cái dòng Lock nó mang lại thì luôn luôn là cái sự tinh tế, thanh lịch, nhã nhặn và vô cùng đậm chất văn phòng công sở. Chúng ta thiết kế cổ điển với phần ba kim và một lịch kim la liễu, này, cọc số la mã này, rất là cổ điển, nhẹ nhàng nhưng vô cùng tinh tế anh em nhé. Và ngoài cùng là vành Antorim cho phút, anh em thấy nó sẽ làm màu xám này, rất dễ nhìn đó. Tiếp theo nữa lòng bên trong chúng ta sẽ có vân trơn, ở đây chúng ta sẽ có được là cọc số đồng hồ. Cọc số của dòng Lock thì nó mang lại cảm giác nhỏ gọn, tinh tế và rất là mềm mại. Cọc số la mã thì nhìn khá là cổ điển rồi. Tiếp theo nữa thì lòng bên trong cùng chúng ta sẽ trải vân guliche, thì anh em sẽ nhìn thấy này logo T-shirt 1853 góc 12 giờ. Góc 3 giờ chúng ta sẽ có cái lịch ngày. Bên dưới góc 6 giờ là chữ Lock và bên dưới là bộ máy, đây chúng ta sẽ là máy automatic. Còn nếu sao sản phẩm về sau này nó sẽ là máy powermatic anh em nhé. Đấy, chúng ta lưu ý một chút. Bên dưới góc cọc số có 6 giờ chúng ta cũng có thông dữ feedback quen thuộc của chiếc đồng hồ Thụy Sĩ. Về bộ kim chúng ta sẽ kim dây thanh mảnh thơm mượt mà trên mặt đồng hồ, kim giờ và kim phút là dạng kim lá liễu đó. Anh em thấy thiết kế rất nhẹ nhàng, tinh tế nhưng vô cùng lịch lãm và sang trọng. Kính sapphire khối chống sức, anh em hoàn toàn yên tâm trong quá trình sử dụng sẽ không lo mặt kính chúng ta gặp bất kỳ vấn đề gì đó. Thiết kế của em này rất đẹp, anh em văn phòng công sở mà đeo chiếc đồng này đi làm thì thực sự chuẩn soái ca đấy. Viền kính bên ngoài cũng như thân cảm mà chúng ta sẽ đánh bóng toàn bộ mặt đằng trên đó, anh em thấy khi mà ánh sáng chiếu vào đồng hồ chúng ta trở nên sáng lên rất là nhiều, đẹp và cực kỳ cuốn hút. Thân càng chúng ta sẽ làm dạng hơi cong vào một chút, có hoàn thiện với phần sức ở đây. Đấy, nhìn cũng rất là ổn áp anh em nhé. Đúng chỉnh chúng ta sẽ logo chữ T của nhà sản xuất, cái núm đánh bóng này anh em nhìn thấy cái chữ T nó sẽ hơi chìm xuống một chút. Đó. Và cái núm này rất là dễ thao tác, nên có tay này chỉnh giờ hoặc là chỉnh lịch ngày đều rất là dễ ở trên cái núm này anh em nhé. Đẹp. Một chiếc đồng hồ cực kỳ đáng chơi, đặc biệt là anh em văn phòng công sở yêu thích cái phong cách tinh tế nhã nhặn. Về kích thước thì ở đây cũng là một trong điểm cộng của cái dòng sản phẩm này, thì em này kích thước rất là gọn và vừa vặn với anh em Việt Nam chúng ta, với size mặt là 39,3mm, độ dài mặt số của em này thì nó sẽ chỉ ở mức 10mm mà thôi. Đồng hồ có độ dài rất tốt, thân càng của chúng ta lắc tô lắc của em này thì nó rơi tầm khoảng 48,3. Thì với cái thông số của cái này, anh em trung vị của tay khoảng tầm từ 15.5 là anh em thở đeo đẹp trước này, 15.5 ở ví dụ tay của em là 15.8 này.
Đó, khi mà lên tay thì cảm giác rất là gọn, vừa bạn luôn anh em nhé. Độ dày thì không phải lo rồi, em này chỉ có 10 mm thôi. Anh em tay chỉ cần khoảng từ 15.5 đến khoảng 17 cm thì anh em đeo dòng sản phẩm này sẽ rất là lý tưởng. Đó, lưu ý một chút, em này đặc biệt vừa với anh em văn phòng công sở thôi, vest áo sơ mi là hoàn hảo. Còn lứa tuổi đeo thì với chiếc mặt màu trắng này rất là thoải mái lứa tuổi đeo thôi. Thân vỏ bên ngoài chúng ta sẽ đánh bóng mặt trên này, bộ dây chúng ta sẽ đánh bóng toàn bộ. Ở đây chúng ta sẽ có thiết kế là 7 mắt dây, 2 mắt to bên ngoài và 5 mắt nhỏ bên trong. Nó thiết kế dây thép đúc đặc, hoàn thiện tốt, sáng bóng bẩy và đẹp. Khóa chúng ta sẽ có bấm hai bên và có logo tỷ suất 1853 phần đuôi khóa này. Đáy sau thì với dòng sản phẩm lơ lốc thì anh em nhìn thấy thiết kế đáy máy rất là quen thuộc. Đây chúng ta sẽ có được là logo lơ lốc bên trên này, hoa văn họa tiết trang trí hai bên này. Bên chính giữa chúng ta sẽ tỷ suất 1853, máy automatic này. Đấy. Bên dưới góc 6 giờ này chúng ta sẽ có được là đây là cái mức chống nước của em này là 33 tương đương 3 m hoặc là 100 feet này. Mã dòng sản phẩm này, kính sapphire này. Bộ máy chúng ta thì sẽ có 25 chân kính, tần số động là 21.600 và tích-cót của em này nó rơi vào tầm khoảng 40 giờ. Đó, bộ máy tích-cót rất là tốt rồi. Máy hoạt động mượt mà bền bỉ, ít vặt và cái sai số tốt. Em này trang bị máy của ETA, máy ETA thì anh em biết rồi, chuyên về sản xuất máy cho nên là chất lượng rất yên tâm, máy của Thụy Sĩ nữa, đảm bảo về thiết kế, chất lượng. Máy đều đủ chức năng, lên cót tự động này, lên cót bằng tay. Rồi dừng kim dây chỉnh giờ, để anh em mở cái đúng ra hai đất, kim dây sẽ dừng lại giúp anh em chỉnh giờ chính xác từng giây. Đồng hồ lịch ngày chúng ta sẽ vặn góc 12 giờ với giờ sáng tối. Vặn góc 12 giờ lịch ngày nhài thì đây đang giờ buổi sáng bắt đầu một ngày mới nha. Đó. Để em muốn để khoảng 5 giờ sáng này, đóng lại kim dây chạy bình thường. Chỉnh lịch ngày anh em mở đúng ra một nấc và vặn ngược chỉ kim đồng hồ, anh em chỉnh lịch ngày. Sau chỉnh giờ lịch ngày sau anh em đóng đúng lại kiểm tra cẩn thận tránh vừa đúng nước vào. Mức trong nước của dòng sản phẩm này là 30 m, khoa động thường ngày anh em đi mưa rửa tay rửa xe rất thoải mái. Lưu ý anh em không mang hồ chúng ta đi bơi, tắm nó lạnh và tắm xong hơi. Về mức giá bán hiện tại mình đang có sẵn được chiếc tia sắt lơ lốc automatic với mức giá bán new full box là 10.500.000 đồng. Để anh em yêu thích chiếc này có thể liên hàng với lại Sashimi Authentic thông qua số điện thoại để phía trên màn hình hoặc các thông tin liên hệ em để đối dưới phần mô tả của video. Khi anh em gọi điện hoặc nhắn tin em sẽ tư vấn kỹ hơn cho anh em về dòng sản phẩm này nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều theo dõi video này của Sashimi Authentic. Xin chào và hẹn lại anh em ở những video đồng hồ tiếp theo.